con lỡ khởi từ vô thủy, tam độc sâu dày, con lỡ tạo tham sân si, thân khẩu ý lối lầm tẩy núi tu di, lỡ dại rồi con biết gì ngoài sám hối. Nguyện sám hối mọi lỗi lầm từ vô thủy. Lợi sám hối thứ hai là chuyển nghiệp sám. Lợi này là cho những người rất thông minh, họ có thể chuyển biến. Điều này rất hiếm có, hiệu quả vô cùng thù thắng. Nghĩa là đem ý niệm tư tưởng của bạn chuyển trở lại, chuyển phàm thành thánh. Chuyển bằng cách nào? Chúng tôi cũng có giảng qua mấy lần. Khi chúng ta suy nghĩ, tức là chúng ta khởi tâm động niệm đều vì cá nhân mình, đều vì sự lợi ích của mình, đều vì danh văn lợi dưỡng của mình, nên chấp trước kiên cố. Nay nghe được Phật Pháp thì đã hiểu rõ quan niệm của chúng ta. Chúng ta phải biết chuyển ý niệm. Từ nay trở đi, không vì cá nhân mình nữa, mà niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì Phật Pháp. Niệm như vậy, hành cũng như vậy. Phải chuyển lời nói hành vi của chúng ta đều vì xã hội, đều vì chúng sanh, thì gọi là chuyển phàm thành thánh. Cái hiệu quả này vô cùng vô cùng lớn lao. Mỗi ngày chúng ta vốn là tạo tác ác nghiệp, đều là tự tư tự lợi, đều là làm những chuyện hại người lợi ta, tương lai nhất định sẽ đọa tam ác đạo. Bây giờ biết chuyển ý niệm thì nhất định sẽ không đọa ác đạo. Tại vì sao? Vì đã đoạn trừ cái các duyên của tam ác đạo. Các duyên của tam ác đạo là tham sân si, nay không còn tham sân si nữa, tức là không còn thị phi nhân ngã. Chỉ vì xã hội, vì đại chúng, vì chúng sanh. Cho nên ý niệm vừa chuyển biến, chẳng những chuyển được tam đồ lục đạo, mà còn trực tiếp nhập thánh nhân chi đạo, siêu phàm nhập thánh. Cách sám hối này gọi là chuyển nghiệp sám. Thế nhưng cách sám hối cố cánh nhất là nhất định phải tiêu diệt tội nghiệp. Diệt nghiệp mới là cứu cánh nhất. Có thể diệt được hay không? Được. Tại vì sao? Vì vô lượng kiếp đã tạo những tội nghiệp. Phật tại trong kinh có nói một thí dụ, giống như một căn nhà bên trong đen tối, bên trong toàn là bóng tối. Tuy trong nhà ngàn năm đen tối, nếu chúng ta đốt lên một ngọn đèn, ánh sáng sẽ chói rọi, thì bóng tối không còn nữa. Đem bóng tối tỷ dụ là tội nghiệp, ngọn đèn tỷ dụ là trí huệ. Do đây mới biết định năng phục nghiệp, tức là định có thể khuất phục được tội nghiệp, khai huệ có thể phá trừ tội nghiệp. Do đây mới biết chúng ta tu học y giới sanh định, do định khai huệ, tu như vậy mới có hiệu quả. Cho nên trì giới, quý vị nên biết, nếu trì giới mà không được định thì sự trì giới này chỉ là được phước, là được phước hữu lậu của thế gian, không thể chuyển nghiệp, cũng không thể diệt tội. Chẳng những không thể diệt tội mà cũng không thể khuất phục được tội nghiệp. Nhất định phải hiểu điều này. Trì giới phải được định,
thì trì giới mới có công đức. Nếu trì giới không được định thì chỉ là phước đức, không phải công đức. Cho nên trì giới có phước đức, có công đức. Trì giới được định thì có công đức. Có công đức thì có thể liễu sanh tử, ra khỏi tam giới. Còn phước đức thì không thể. Vì sao có loại người trì giới, họ không thể thành tựu công đức? Vì họ vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tuy họ nghiêm trì giới luật, rất thanh tịnh, thật là hiếm có, được mọi người rất khen ngợi. Thế nhưng họ còn có phiền não. Họ có phiền não gì? Tức là họ còn nhìn thấy người này đã phá giới, người kia không trì giới. Họ còn có những phân biệt này. Nếu còn có những phân biệt này thì công đức trì giới của họ đã bị phá hoại, thì họ làm sao được đỉnh? Đại sư Lục Tổ Huệ Năng tại trong đàn kinh có nói: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Tức là người thật sự trì giới tu hành thì không thấy lỗi của thế gian. Người thế gian đã phạm nhiều lỗi lầm, nếu như họ thật không thấy thì họ trở thành người mắc chứng ngu đần sao? Vậy cái gì gọi là không thấy? Nghĩa là thấy như không thấy, tuyệt không để trong tâm. Ý nghĩa không thấy là như vậy. Người có tu hành thì thông minh hơn người không tu hành, thì làm sao trở thành người mắc chứng ngu đần? Không có chuyện như vậy. Thấy như không thấy, tức không để trong tâm, nên gọi là không thấy lỗi của thế gian. Lục Tổ Huệ Năng lại nói rất rõ ràng: nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước thị tả. Nếu bạn nhìn thấy lỗi của người khác, bạn đem lỗi của người khác để trong tâm của bạn, lại thường nói người khác có lỗi lầm này, có lỗi lầm kia, thì đại sư nói tự phi khước thị tả. Tả là rơi xuống, tức là bạn đã đọa lạc, đã rơi xuống. Trong văn tự Trung Quốc nói bên hữu là thăng lên, bên tả là rơi xuống. Chúng tôi lên giảng đài là từ bên hữu đi lên, rồi từ bên tả bước xuống. Cho nên tả là rơi xuống, đó là ý nghĩa này. Lại nói tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hữu quá. Tức là họ quấy, ta không quấy. Ngã bất phi là ta không quấy. Nếu ta cũng đi theo họ quấy, dù mình có nghiêm trì giới luật mà hãy còn phê bình người khác, khinh thường người khác, nói lỗi của người khác, thì tự ta có lỗi. Lục Tổ dạy rất hay. Ngài thật sự nhắc nhở cho chúng ta, tự chúng ta tu hành, muốn thành tựu công đức thì phải biết sám hối nghiệp chướng. Nếu không hiểu rõ cái đạo lý này thì bạn làm sao biết thực hành? Chúng tôi đọc trong lịch sử Phật giáo, vào đời nhà Đường, vị tổ khai sáng Lục Tông Trung Quốc, đó là luật sư Đạo Tuyên ở núi Trung Nam. Ngài là vị cao tăng, vào thời đó mọi người rất tôn kính Ngài, khen ngợi Ngài. Mãi cho đến ngày nay, khi nhắc đến luật sư Đạo Tuyên, không ai mà không sanh lòng cung kính. Ngài trì giới rất là tinh nghiêm, thanh tịnh, cảm được thiên thần cúng dường. Một ngày ăn một bữa, Ngài chỉ ăn ngộ một bữa, do thiên thần cúng dường cho Ngài, Ngài không cần ôm bình báo đi khất thực. Phước báo của Ngài rất lớn. Có một ngày nọ, Đại sư Khuy Cơ đi ngang núi Trung Nam,
cũng rất ngưỡng mộ đạo hạnh của luật sư Đạo Tuyên, thì thuận tiện ghé thăm luật sư Đạo Tuyên. Luật sư Đạo Tuyên khi nghe được đại sư Khuy Cơ đến thăm mình, thì ngài muốn đem bản lãnh của mình cho đại sư Khuy Cơ xem. Bởi vì ngài nghe nói đại sư Khuy Cơ không có nghiêm trì giới luật. Đại sư Khuy Cơ sanh trong nhà giàu sang, chú của ngài là Quốc Trì Kính Đức, là vị đại tướng của vua Đường Thái Tông. Ngài sanh trong nhà quyền quý. Khi ngài xuất gia gọi là Pháp Sư Tam Sa. Đại sư Huyền Trang tìm ngài khuyên ngài xuất gia, thì ngài đưa ra ba điều kiện thì mới chịu xuất gia. Ngài xuất gia nhưng phải hưởng thụ. Đại sư Huyền Trang hỏi: người muốn hưởng thụ những gì? Thì ngài trả lời: điều thứ nhất là con thích đọc sách, con phải mang theo một xe sách đi xuất gia, được không thành vấn đề. Điều thứ hai là không thể thiếu thốn những vật chất hưởng thụ, con phải mang theo một xe vàng, được không thành vấn đề. Điều thứ ba, con phải mang theo một xe mỹ nữ để hầu hạ con. Đại sư Huyền Trang đều chấp nhận ba điều kiện này, cho nên mọi người đều gọi ngài là Pháp Sư Tam Sa. Còn đối với giới luật thì ngài không có nghiêm trì. Cho nên luật sư Đạo Tuyên nghĩ rằng đại sư Khuy Cơ chỉ giỏi về học vấn, có biện tài, nhưng về giới luật thì còn kém lắm. Ngày hôm đó ngài muốn biểu diễn cho đại sư Khuy Cơ xem biểu diễn như thế nào. Vào giữa trưa thì thiên thần sẽ đem thức ăn đến cúng dường cho ta. Ngài nghĩ rằng điều này rất phi thường. Khi đại sư Khuy Cơ lên núi, ngồi đến giữa trưa ngày hôm đó, thiên thần không có đem thức ăn đến cúng dường, thì luật sư Đạo Tiên rất là thất vọng. Trong tâm vốn muốn biểu diễn một màn để cảm hóa đại sư Khuy Cơ, nhưng không ngờ thiên nhân đã thất tính, ngày hôm đó không có đem thức ăn đến cúng dường. Đến buổi chiều thì đại sư Khuy Cơ xuống núi. Đến ngày hôm sau giữa trưa thì thiên nhân đem thức ăn đến cúng dường. Luật sư Đạo Tiên địa bèn trách cứ thiên nhân: hôm qua vì sao ông không đến? Vị thiên nhân trả lời: hôm qua có bậc đại thừa Bồ Tát ở trên núi, toàn cả ngọn núi đều là thiên, toàn là thần hộ pháp bảo vệ, nên tôi không vào được. Luật sư Đạo Tuyên sau khi nghe câu nói này, trên thân liền toát ra mồ hôi, cảm thấy rất hổ thẹn vô cùng, mới biết tâm ý của mình đã nghĩ sai, tự mình có tội nghiệp. Đoạn công án này có thể làm chú giải cho mấy câu của đại sư Huệ Năng khai thị. Chúng ta nhìn thấy lỗi của người khác là tự bạn nghĩ rằng họ có lỗi lầm. Họ có phải thật sự có lỗi lầm hay không? Không hẳn vậy. Người khác nhìn thấy khuyết điểm lỗi lầm của đại sư Khuy Cơ, nhưng thiên nhân nhìn thấy thì khác. Bạn tu đó là giới luật của tiểu thừa, thiên nhân tôn kính bạn, nhưng bạn hãy còn kém xa bậc đại thừa Bồ Tát. Mỗi ngày thiên nhân đem thức ăn đến cúng dường cho bạn, nhưng thiên nhân không thể đến gần bậc Bồ Tát, bậc đại thừa Bồ Tát, vì có thần hộ pháp bảo vệ nên vào không được, là khác nhau ở chỗ này. Những lý và sự này chúng ta đều phải biết, đều phải hiểu rõ cái đạo lý này thì mới có thể tiêu trừ tội nghiệp, mới có thể tiêu diệt nghiệp chướng. Vì tội từ tâm sinh nên thân con phạm lỗi, thật tâm sám hối rồi con thành tịnh thân tâm, thanh tịnh một giới thôi là sạch bao tội lỗi. Vì thân tâm thanh tịnh con là chân tinh khiết.